Xin chào tất cả các học sinh thân mến đã quay trở lại bài giảng của cô. Và trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn chữa một đề cương ôn tập học kỳ 1 đối với môn Vật lý lớp 8. Ở cái bài giảng này cô hy vọng rằng thì các bạn có thể nắm được là đối với một bài kiểm tra học kỳ thì chúng ta cần phải nắm được những kiến thức gì. Thứ hai là những cái dạng bài thường xuất hiện trong đề kiểm tra là gì và thứ ba là có một số cái mẹo làm một số phương pháp làm các bài dạng bài tập và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chữ đề cương. Trước hết thì các bạn hãy cùng quan sát với cô. Trên đây thì cô đã tóm tắt lại những cái chủ điểm kiến thức mà chúng ta bắt buộc phải nắm được. Thứ nhất, liên quan đến chuyển động cơ học thì các bạn hãy ôn lại cho cô về cái khái niệm chuyển động cơ học là gì. Được chưa? Và thứ hai là chúng ta biết được cái tính chuyển động có sự tương đối, chuyển động mang tính tương đối và nêu được một số ví dụ liên quan đến sự tương đối của chuyển động và nội dung thứ hai chủ điểm thứ hai là về vận tốc khái niệm vận tốc này đơn vị của vận tốc để công thức tính vận tốc vân vân đúng không ạ ngoài ra thì một số bài tập thì người ta sẽ hỏi chúng ta là cách đổi đơn vị vận tốc thì các bạn cũng xem lại cái dạng bài tập đó bài tập chủ điểm thứ ba liên quan đến chuyển động đều và chuyển động không đều phân biệt hai loại chuyển động này và công thức tính vận tốc trung bình trên cả một cái quãng đường. Nội dung thứ tư liên quan đến vectơ lực. Ở đây thì các bạn cần phải làm được cho cô đó chính là cách biểu diễn một vectơ lực hoặc là từ một cái hình vẽ người ta đã minh họa được một vectơ lực thì chúng ta cần phải diễn tả như thế nào, diễn đạt như thế nào. Câu số chủ điểm thứ năm liên quan đến hai lực cân bằng, khái niệm hai lực cân bằng, chưa? ạ? Và cái tính chất một vật khi mà có hai lực cân bằng tác dụng lên vật đó sẽ như thế nào? Nội dung thứ 6 liên quan đến lực ma sát, đặc điểm của các loại lực ma sát và lấy ví dụ trong từng loại lực. Và câu chủ điểm thứ 7 liên quan đến áp suất chất lỏng. Đặc điểm của áp suất chất lỏng, công thức tính áp suất chất lỏng tại một điểm. Chủ đề thứ 8 liên quan đến lực đẩy axi-mét thì các bạn nắm cho cô là lực đẩy axi-mét xuất hiện khi nào này, công thức tính lực đẩy axi-mét chủ đề thứ 9 liên quan đến sự nổi thì chúng ta cần nhớ lại về các điều kiện để một vật có thể nổi được và chủ đề thứ 10 là công cơ học và công suất thì phần này chỉ chúng ta ngoài việc nắm được công nắm được cái khái niệm thì cũng nắm cho cô những cái công thức liên quan ít nhất là phải có được cái nền nó chính là nhớ được công thức thì chúng ta mới có thể áp dụng được làm bài tập đúng không ạ thì trên đây thì cô đã giới thiệu qua rất là sơ lược cái kiến thức mà các bạn bắt buộc phải nắm được để chúng ta có thể làm được thật là tốt bài kiểm tra tới. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng cô đến với phần đầu tiên là chúng ta sẽ chữa một số câu trắc nghiệm có thể xuất hiện trong bài kiểm tra. Và ở bài giảng tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể để chúng ta làm được một số câu tự luận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa một số câu trắc nghiệm. Câu số 1: Nam ngồi trên một ta tàu đang rời khỏi ga câu nào đúng a à, nam đứng yên so với mặt đường đúng không ạ để biết được là một vật đang chuyển động hay đứng yên thì chúng ta sẽ so sánh xem vị trí của vật so với vị trí được chọn làm mốc có thay đổi theo thời gian hay không nếu có sự thay đổi thì vật của chúng ta đang chuyển động còn không thay đổi thì vật đang đứng yên đúng rồi câu số 1 thứ nhất nam của vị trí của nam so với mặt đường mà nam đang ở trên trên toa tàu đúng không ạ thì điều đó chứng tỏ là nam của chúng ta sẽ phải Là đang có sự thay đổi vị trí so với mặt đường Nên ở đây nam không phải đứng yên Câu A sai Câu B nam đứng yên so với toa tàu Nam ngồi trên toa tàu Vì vậy vị trí của nam so với toa tàu là không thay đổi Nên nam đứng yên so với toa tàu Câu số 1 thì các bạn sẽ điền cho cô Chọn cho cô đáp án B Đúng không ạ? Tương tự như vậy thì các bạn cũng sẽ phân tích nốt cho cô hai ý C và D để, để cho thấy là hai ý này là hai ý không đúng nhá. Câu số 2, trong các phép đổi đơn vị vận tốc sau đây, phép đổi nào là sai? 12 m trên dây đổi sang km trên giờ. Thì với thì cô có một lưu ý về mẹo chúng ta có thể đổi đơn vị. Ví dụ muốn đổi đơn vị từ km trên giờ sang m trên dây thì các bạn sẽ chia cho 3, rồi, con muốn đổi từ mét trên giây. Đây nhá. km trên giờ sang mét trên dây thì ta sẽ chia cho 3,6. Thì các bạn sẽ nhân cho cô 3,6. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy máy tính và tính. Từ mét trên giây sang km trên giờ 12 nhân 3,6. Thì ra 43,2 chính xác, câu A. Chưa? Tiếp tục, ý B. Ý B chúng ta sau nhá, Chúng ta nên chọn những cái từ km trên giờ hoặc là mét trên dây sang km trên giờ giữa hai cái đơn vị này thì nó dễ hơn 48 km trên giờ này sang mét trên dây chia 3,6 thì mình chia ra nó phải ra 13,33 Thì đáp án C ở đây đã là đáp án không chính xác rồi Chúng ta sẽ chọn đáp án C đã án C là lệch nên cô sẽ chọn luôn nhá. Còn đối với ý B nó khác, nó không phải là từ mét trên dây để đổi sang km trên giờ hoặc từ km trên giờ sang mét trên dây thì chúng ta sẽ chỉ có cái cách là biến đổi thủ công. Ví dụ 150 cm trên dây Muốn cm trên dây đúng không ạ? Muốn đổi xem bằng bao nhiêu km trên giờ thì chúng ta biết là 150 cm trên 1 giây. Rồi cm cần phải đổi sang km thì cách nhau bao nhiêu? 150 này nhân với 10 mũ trừ đi 5. Tại sao? Bây giờ cô sẽ cùng đổi lại nhá. cm này thì bằng bao nhiêu mét? 1 cm. 0,01 m. m thì lại bằng chia cho 1000 đúng không? Thì đây 0,01 1 chia cho 1000 nữa. Thì ở đây khi mình biến đổi rút lên thừa số mũ thì chúng ta sẽ ra được là 10 mũ trừ 5 km. Chia cho một giây, giây đổi sang giờ thì một giây bằng 1 phần 3600 giờ. Đây các bạn sẽ nhân lại. 5,4 km trên giờ Chuẩn đáp án luôn, đúng không ạ? Thì đáp án B thì cũng là một phép tính biến đổi đúng Và đối với câu 2 thì chúng ta chọn lại đáp án C Đây là một phép biến đổi không đúng Chuyển tiếp sang câu số 3 Câu số 3 đề bài hỏi dạ Lực là một đại lượng vectơ vì sao? để có thể kết luận xem một đại lượng có là một đại lượng vector hay không thì chúng ta xét xem cái đại lượng đó chúng ta có xét những cái đặc điểm như là có phương chiều hay không ngoại trừ về độ lớn thì nó phải có đầy đủ các yếu tố phương chiều và độ lớn đúng không ạ thì lực cũng như vậy chúng ta không chỉ quan tâm đến độ lớn của lực mà chúng ta còn quan tâm xem là phương của lực như thế nào chiều của lực ra sao đúng không ạ thì đối với câu số 3 chúng ta sẽ chọn là vì lực có độ lớn phương và chiều. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án B. Ngoài lực ra thì cũng có một số đại lượng vector khác mà các bạn sẽ được học trong chương trình Vật lý lớp 10. Ví dụ như là liên quan đến vận tốc. Vận tốc của chúng ta thì chúng ta cũng không chỉ là quan tâm đến độ lớn của vận tốc mà còn quan tâm xem vận tốc có chiều như thế nào. Đúng không ạ? thì vận tốc của chúng ta cũng là một đại lượng vector. Các bạn quan sát cho câu câu số 4, lực nào sau đây không phải là lực ma sát? Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ sát với nhau. Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm yên. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn. Kéo vật bằng một lực nhưng vật vật không chuyển động. Thì đây chúng ta xem trong cái trường hợp nào thì cái vai trò của lực ma sát được thể hiện. Lực ma sát sẽ xuất hiện khi một vật trượt này là lăn trên bề mặt của một vật khác hoặc nó có xu hướng chống lại sự trượt của vật. Thì đây, ta thấy là đối với ý B sẽ không có lực ma sát vì khi quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm yên thì chỉ có hai lực tác dụng lên vật mà thôi. Lực thứ nhất đó chính là trọng lực tác dụng lên vật và lực thứ hai là phản lực của mặt bàn tác dụng lên vật, đúng không ạ? Thì ở phần này các bạn sẽ chọn cho cô đáp án B. Tiếp tục câu số 5. Khi nói về quán tính của một vật, kết luận nào là không đúng? Thì cái bản chất của quán tính tức là nó sẽ có cái xu hướng là giữ nguyên xu hướng bảo toàn vận tốc của vật cả về độ lớn và hướng, đúng không ạ? Vì vậy ở phần này thì chúng ta thấy ý A, ý B chính xác rồi. Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật. Tức là mọi vật không thể thay đổi vận tốc ngay được, chính xác. Và Cụ thể hơn là nếu vật nào mà có cái quán tính có khối lượng càng lớn thì cái mức quán tính của nó cũng sẽ càng lớn. Vì khối lượng là một đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. Các bạn hãy tưởng tượng nhá. Ví dụ như là một cái xe nó càng lớn thì khi nó muốn phanh phanh lại, phanh gấp lại thì cái việc mà nó giảm vận tốc dần dần nó sẽ khó hơn so với cái xe mà có cái kích thước nhỏ hơn đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta hãy liên tưởng đến một chiếc xe máy và một đoàn tàu. Một đoàn tàu hỏa để nó có thể giảm được cái vận tốc thì nó cần phải có cái sự từ từ tức là mất một khoảng thời gian nhất định nó mới có thể giảm được vận tốc về không. Đúng không ạ? Nó không thể nào mà phanh gấp 100% được. Người ta lúc phanh xong nó dừng lại luôn là rất là khó và không thể vì như vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm Đối với câu số 5 thì chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C Khối lượng lớn thì có mức quán tính nhỏ và ngược lại là không phải nhé Khối lượng càng lớn thì mức quán tính càng lớn Câu số 5 C Câu số 6 Một vận động viên đua xe đạp chuyển động trên đường đua với vận tốc trung bình V trung bình có này Bằng 40 km trên giờ sau 30 phút người đó đi được T bằng 30 phút Bây giờ chúng ta sẽ đổi bằng 0,5 giờ Suy ra S bằng B nhân T Thì bằng bao nhiêu 20 km Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D Câu này dễ Chúng ta chỉ cần áp dụng cái công thức là quãng đường S bằng vận tốc nhân thời gian thì từ đây thì chúng ta sẽ tính được một trong ba đại lượng thì chúng ta biết được hai đại lượng còn lại và lưu ý cho cô là nhớ là các bạn hãy đổi cho cô đơn vị. Chúng ta sẽ phải đổi về cùng một đơn vị. Bây giờ đến câu số 7. Hình nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật có khối lượng 5 kg? Đầu tiên, các bạn nhắc lại cho cô cách chúng ta biểu diễn một vectơ lực. Để biểu diễn một vectơ lực, chúng ta cần biết được cả điểm đặt của vật ở đâu này. Biết được phương của lực như thế nào. Đúng không ạ? Biết được chiều của lực và độ lớn của lực Thì đây, đối với trọng lực thì bản chất của nó chính là lực hút của trái đất Vì vậy, phương của trọng lực luôn là phương thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới Ta có thể loại được ngay đáp án C và D Đối với đáp án A và B thì nó có liên quan đến độ lớn đúng không ạ? Phương chiều giống nhau rồi Thì chúng ta xem là vật có khối lượng là M bằng 5kg Thì độ lớn trọng lực B sẽ bằng 10 lần M bằng 50 kg. Đối với hình A, người ta cho tỷ lệ là 25 Newton trên một đoạn thẳng. Mà đây hai đoạn thẳng thì lực sẽ có giá trị 50 Newton chính xác luôn. Đáp án B loại. Và đối với câu số 7, các bạn chọn cho cô đáp án A. Các bạn quan sát cho cô câu số 8. Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 200 m Biết rằng trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 1.000 10000 300 n mét khối. Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu? Điều phần này để bài cho độ sâu h 200 m. Đúng ạ. Trọng lượng riêng. Trọng lượng riêng là D bằng 10. Áp suất tác dụng bên ra ngoài. Thì đây chúng ta cần áp dụng công thức tính áp suất của chất lỏng tại một vị trí xác định ở dưới lòng chất lỏng đúng không ạ? đây độ sâu 200 m rồi thì h có rồi dùng công thức áp suất chất lỏng B bằng d nhân h thì các bạn nhân hai giá trị này cho nhau rồi thì ta thấy đáp án nào phù hợp 10.300 nhân 200 phù hợp sẽ là đáp án B. Các bạn chọn cho cô đáp án B. Suy ra chọn đáp án B. Được chưa? Đơn thuần áp dụng công thức. Vì vậy cô vẫn luôn nhắc các bạn là đối với từng chủ điểm một thì các bạn cứ ghi lại là những cái khái niệm cần phải nhớ này. Những cái công thức bắt buộc chúng ta cần phải học thuộc để chúng ta có thể áp dụng được làm bài tập. Các bạn quan sát tiếp câu số 9 và câu số 10. Tại sao nói mặt trời chuyển động so với trái đất? Vị trí của mặt trời so với trái đất thay đổi, vì khoảng cách giữa mặt trời và trái đất thay đổi, C vì kích thước của mặt trời so với trái đất thay đổi và D cả ba lý do trên. Để có thể biết được là một vật chuyển động hay đứng yên so với vật khác thì chúng ta chỉ có thể so sánh vị trí của vật so với vật khác có thay đổi hay không. Vì vậy ở phần này chúng ta sẽ chọn đáp án A, vì vị trí của mặt trời so với trái đất thay đổi nên ta nói mặt là nói là trái đất sẽ chuyển động so với mặt trời đúng không ạ? Còn thực tế thì khoảng cách giữa trái đất và mặt trời có thay đổi nhiều ạ? Gần như không thay đổi mấy đúng không ạ? Thì chúng ta có thể phần khoảng cách này thì nó cũng không chắc chắn được. Ví dụ như là trong chuyển động của đầu chuyển động của cánh quạt thì một điểm ở đầu cánh quạt so với cái tâm của chuyển động nó không thay đổi nhưng mà cái điểm đó nó vẫn chuyển động so với cánh quạt đúng không ạ? nên nó không chắc chắn được chúng ta chỉ có thể xem xây... chỉ có thể là so sánh thông qua vị trí mà thôi câu số 10 đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách hoặc là lăn vật lên mặt phẳng nghiêng hoặc là kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng cách nào lực ma sát nhỏ hơn thì các bạn nhớ nhá chúng ta muốn so sánh hai lực ma sát trượt và ma sát lăn thì lực ma sát lăn bao giờ cũng nhỏ hơn ma sát trượt cô lấy ví dụ để có thể vận chuyển một cái thùng hàng đúng không ạ? Thay vì người ta kéo trên mặt phẳng lúc đấy rất là nặng thì người ta có thể để thùng hàng đó trên một chiếc xe kéo bằng các bánh lăn thì việc đẩy nó dễ dàng hơn. Nên là phần này chúng ta sẽ so sánh được đó chính là lực ma sát kéo lực ma sát lăn vật sẽ nhỏ hơn thì câu số 10 sẽ chọn đáp án A. Đây, câu số 9 chúng ta chọn A Câu số 10 cũng chọn đáp án là đáp án A Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục chữa các câu tiếp theo Chúng ta sẽ tiếp tục chữa các câu tiếp theo Câu số 11 Một người đi xe đạp trong 2 giờ Với vận tốc trung bình là 12 km h Và người ta hỏi quãng đường Thì câu này rất là cơ bản đúng không ạ S sẽ bằng V nhân T Thì chúng ta sẽ nhân hai cái giá trị này cho nhau Là ra 24 km Câu 11 Các bạn chọn cho cô đáp án D Tiếp tục câu số 12 tìm cho các chuyển động dưới đây chuyển động nào là chuyển động không đều để biết được xem chuyển động đều hay không đều thì chúng ta sẽ xem trong suốt quá trình chuyển động vận tốc của vật có sự biến đổi hay không nếu có sự biến đổi thì đó chính là chuyển động không đều còn không đổi trong suốt quá trình chuyển động thì đó chính là chuyển động đều đúng không ạ chuyển động quay của trái đất xung quanh trục của nó thì đây là chuyển động đều đúng không ạ trái đất sẽ quay đều quanh trục của nó chuyển động quay của cánh quạt điện khi nguồn điện đã ổn định thì có chữ ổn định ở đây thể hiện là vận tốc của nó không thay đổi B cũng là chuyển động đều Chuyển động của kim phút đồng hồ Thì đây cũng là chuyển động đều đúng không ạ? Kim phút của chúng ta là chuyển động đều D chuyển động của một quả bóng đá lăn xuống dưới dốc Khi hòn đá mà lăn xuống dưới dốc Xuống dưới dốc thì nó sẽ là chuyển động biến đổi Và cụ thể hơn nó chính là nhanh dần Đối với câu số 12 này chúng ta sẽ chọn đáp án D Tiếp tục câu số 13. Một chiếc thuyền chuyển động trên sông, câu nhận xét nào dưới đây không đúng? Thuyền chuyển động so với người lái thuyền, thuyền chuyển động so với bờ sông, thuyền đứng yên so với người lái thuyền và thuyền chuyển động so với cây cối bên bờ. Các bạn lưu ý nhá, chúng ta chọn đúng. Thì không đúng, ta biết được là thuyền sẽ chuyển động so với người lái thuyền là không đúng, tại vì người lái thuyền ngồi trên thuyền và cái vị trí giữa hay vật đó giữa người và thuyền không thay đổi Nên thực tế thuyền sẽ phải đứng yên so với người lái thuyền Câu số 13 chọn cho cô đáp án là đáp án A Câu 14 Một vật chuyển động thẳng đều Thời gian để vật chuyển, hết quãng chuyển động hết quãng đường là 4,8m Trong 10 phút tính tốc độ chuyển động của vật Các bạn nhìn để ý nhé Đơn vị mét trên phút thì chúng ta không cần phải đổi đâu Cứ lấy quãng đường chia thời gian thôi 4,8 chia 10 phút thì sẽ bằng đây là S này, chia T bằng 0,48 Chọn đáp án C 14 C Câu số 15 Khi nói lực là đại lượng vector Tại sao nhỉ? Vì lực có độ lớn phương và chiều Nó khá giống một cái câu chúng ta đã chữa rồi Câu 15 Chọn A Câu 16 Một vật chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng Thì nó sẽ có xu hướng như thế nào? Chúng ta sẽ có hai Trường hợp xảy ra, nếu ban đầu vật đang đứng yên thì nó sẽ tiếp tục đứng yên, còn nếu ban đầu vật đang chuyển động thẳng đều, đang chuyển động thẳng đều đó thì nó sẽ chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng đều. Thì câu số 16 chúng ta sẽ chọn là vật chuyển động với tốc độ tăng dần không phải này. Vật sẽ giữ nguyên tốc độ, đúng rồi, đáp án D nhá. 16D. Câu số 17 áp lực là lực tác dụng lên mặt bị ép. Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Trọng lực của vật tác dụng lên tác dụng lên mặt phẳng nghiêng, lực tác dụng lên vật thì áp lực thì đây chúng ta thấy có chữ áp này. Áp có nghĩa là gì ạ? À? chính là cái lực có phương vuông góc với cái mặt phẳng mà nó tiếp xúc, mặt phẳng bị ép. Ta sẽ chọn đáp án B. Câu 18, áp suất có đơn vị đo là để có biết thể nếu mà bạn là không nhớ thì chúng ta có thể suy ra từ công thức tính áp suất P bằng f chia cho s đúng không ạ f đơn vị là newton s đơn vị là mét vuông vậy thì áp suất sẽ có đơn vị là newton trên mét vuông chọn đáp án d ngoài ra thì đơn vị của áp suất có thể là pascal rồi câu 19 trong các hiện tượng dưới đây hiện tượng nào không mô tả sự tồn tại quả lực đẩy axi mét? Nâng một vật dưới nước ta thấy nhẹ hơn nâng vật ở trên không khí đúng rồi Tại vì khi vật của chúng ta ở dưới nước nó còn chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes có phương hướng lên Vì vậy khi đó thì chúng ta cảm giác như vật nó có trọng lượng nó nhẹ hơn này. Câu B nhấn quả bóng bàn chìm trong nước rồi thả tay ra Quả bóng nổi lên trên mặt nước thì cũng do lực đẩy Archimedes tác dụng lên Câu C ô tô bị xa lầy khi đi vào chỗ đất mềm mọi người hỗ trợ đẩy thì ô tô mới lên được thì phần này thì nó sẽ liên quan đến phần là áp suất đúng không ạ áp suất của bật ở ý á, câu 19 thả một quả trứng vào trong bình đựng nước muối mặn quả trứng không chìm xuống đáy bình thì sẽ cũng liên quan đến áp suất liên quan đến lực đẩy Archimedes lực đẩy Archimedes nó có thể nó phụ thuộc vào cái trọng trọng lượng riêng của chất lỏng. Vì vậy thì nó sẽ là uh, thể hiện xem là vật của chúng ta có thể là nổi hay không đối với cái chất lỏng đó, được chưa ạ? Thì ở phần này thì chúng ta có đáp án C. Không phải mô tả lực đẩy Archimedes. Câu 20. Câu cuối cùng. Khi một Câu 20 này. Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng, vật nổi lên khi trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của chất lỏng và trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ đây chúng ta sẽ chọn bài nào các bạn nhớ nhé nổi để vật có thể nổi được thì chứng tỏ là lực đẩy f aximet của chúng ta ví dụ đây nhá một vật đây có các lực tác dụng lên vật là lực trọng lực và lực đẩy Archimedes thì lực đẩy Archimedes sẽ phải lớn hơn trọng lực tác dụng lên vật FA phải lớn hơn B đúng không ạ? Và khi chúng ta giải ra thì ta sẽ thấy là đối với cái điều kiện đó thì trọng lượng riêng của vật sẽ phải nhỏ hơn trọng lượng riêng của B của vật trọng lượng riêng là D của vật sẽ phải nhỏ hơn D của chất lỏng tại vì sao? Phân tích kỹ nhá. Lực đẩy asimet công thức là gì? Bằng trọng lượng của chất lỏng bị vật chiếm chỗ sẽ bằng V nhân với gì ạ? V của chất lỏng bị vật chiếm chỗ nhá. Nhân với à D của chất lỏng lớn hơn P công thức tính P là gì ạ? Bằng M nhân với 10M đúng không? 10M rồi M lại bằng D nhân V Cái đoạn này M lại bằng D nhân V 10 lần D sẽ là bằng D nhỏ của vật nhân với V Thì V, V khử rồi thì ta sẽ ra được là Trọng lượng riêng của chất lỏng sẽ phải lớn hơn trọng lượng riêng của vật Chọn đáp án B nhé, có 20 chọn đáp án B Rồi, vậy là trên đây thì cô đã hướng dẫn các bạn giải quyết cái phần đầu tiên liên quan đến một số câu trắc nghiệm mà có thể bắt gặp trong cái đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 8. Và trong bài giảng tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết một số bài tập tự luận sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Cô mong rằng những cái chia sẻ của cô sẽ giúp ích các bạn có một số cái cách làm để chúng ta có thể giải quyết dễ dàng hơn cái bài kiểm tra sắp tới. Và bây giờ cô xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài giảng tiếp theo.